chương một ta đã từng nói rồi hắn siêu dũng cảm một bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com hi hi kha, kha 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 một trận tiếng cười vô cùng kỳ quái truyền ra tất cả mọi người trong phòng học đều nhìn ra phía sau trên mặt treo nét quái dị một tên nam sinh đang tựa đầu nằm lên trên bàn trong miệng không ngừng phát ra tiếng cười kỳ quái thân thể cũng càng run rẩy để lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn Trần Thư, sắc mặt của lão sư ở trên bục giảng lập tức đen lại, hắn lạnh giọng mở miệng nói. Nhưng cũng chỉ có mỗi tiếng cười, hi hi, đáp lại hắn, chủ nhiệm lớp lý viễn cuối cùng cũng không nhìn được nữa mà cầm một viên phấn viết trong tay trực tiếp ném về phía Trần Thư, vút, quả nhiên, viên phấn vô cùng chính xác đập phải Trần Thư, bạn cùng bạn của hắn. Lý lão sư, ta, vẻ mặt của trương đại lực vô cùng ủy khuất, hắn ta đây là ngồi không mà cũng trúng đạn sao đánh thức Trần Thư dậy, Lý Viễn cũng mặt không đổi sắc. Trần Thư Trần Thư, Trương Đại Lực chỉ có thể làm theo, không ngừng vừa đẩy vừa gọi bạn cùng bạn của hắn ta. Đừng ôn ao, hi hi hi, nào biết Trần Thư vẫn đông đưa lấy thân thể yên nguyên như vậy, còn kèm theo đó là tiếng cười hèn mọn, nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt Lý Viễn càng ngày càng đen, mắt thấy sắp muốn nổi giận rồi, Trương Đại Lực biết hắn ta cần phải làm gì đó. Ra về rồi, Trương Đại Lực nói nhẹ một câu đi, Trần Thư gần như là phản ứng theo bản năng, thân thể của hắn lập tức đứng thẳng dậy, thậm chí còn đá bay chiếc ghế ra xa, nhìn thấy một mạng như thế, bạn cùng lớp đều nhìn không được mà cười suy ra tiếng, Trần Thư vừa mới tỉnh ngủ, đầu óc cũng có hơi chậm chạp, một mặt tràn đầy vẻ mờ mịt, tan học thôi mà có cần phải cười lớn tiếng như vậy hả, có thể bình tĩnh một chút giống như ta hay không hả, hắn xoa xoa hai đôi mắt nhập nhèm của mình, đột nhiên trông thấy một gương mặt đen kịt tràn đầy trong. Tầm mắt của hắn ôi đệt cái quái gì vậy hắn kinh hô ra tiếng một giây sau trần thư lập tức phản ứng lại được thân thể càng giật bắn mình một cái chào lý lão sư mơ thấy mộng đẹp nhỉ gương mặt của lý viễn đen như than đá thậm chí còn khiến người ta lo rằng không biết nó có thể tự cháy bụng lên hay không không có hi hi trần thư liền vội vàng lắc đầu dường như nghĩ đến cảnh tượng trong mộng hắn lại đột nhiên cười khì khì lần nữa lý viễn hít sâu một hơi cưỡng ép đè lại cơn giận của mình đại ca ngươi thật đúng là không sợ cái gì mà trương đại lực ở một bên mang theo ánh mắt tràn ngập vẻ kính nể quả thực là một bộ dạng ngước nhìn thần tượng của cuộc đời mình vậy trần thư cũng phản ứng lại hắn cưỡng ép bản thân thu tiếng cười lại nằm miệng không nói gì sao lại ngủ trong giờ học hả khuôn mặt của lý viễn rất nghiêm túc ta thân là một học sinh ngủ gật trong giờ học toán cũng là chuyện rất hợp tình hợp lý mà trong lòng Trần Thư không khỏi nghĩ thầm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt giận dữ của Lý Viễn, hắn vẫn nhìn xuống mà không nói thẳng ra. Lý Viễn trừng lớn hai mắt, cuối cùng dường như là nghĩ đến điều gì đó, hắn không tiếp tục nổi giận nữa, hắn trở lại trên bục giảng, chỉ vào tấm bảng đen. Đáp án của đề bài ta vừa mới giảng là cái gì, làm sai thì cút ra khỏi phòng học, thân hình của Trần Thư chấn động mạnh liệt. Hắn xoa xoa hai mắt mình, nhưng khi hắn trông thấy đề bài ở phía trên thì trong nháy mắt đã ngổn ngang. Trong những ngày đầu của Phục Tô Lịch, câu khẩu quyết mà ngự thú sư ký kết với khế ước linh là gì? Trần Thư một mặt mờ mịt, trong đầu xuất hiện ba câu hỏi liên tiếp trong triết học. Ta là ai? Ta đang ở đâu? Chết tiệt, đây là cái thứ gì vậy chứ? Tiết học này không phải là tiết toán sao? Hát toàn phong lý quỳ không phải là lão sư số học à? Nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của hắn, gương mặt của Lý Viễn càng ngày càng đen, phấn viết trong tay cũng bị hắn bóp nát, cơn giận của hắn đã bừng bừng dâng lên, hoàn toàn có thể phóng thích ra kỹ năng tất sát rồi, giờ khắc này, Trần Thư biết mình phải nói ra một đáp án thì mới có thể vãn hồi cục diện được, khẩu quyết, khẩu quyết, cuối cùng, hắn thử thăm dò mà mở miệng nói. Cô đối, xin bù, phụ chéo, khác, phi tan. Câu gốc là Xin cô không đổi, khẩu hiệu, nhìn gốc vuông, mình đổi cho thuần việc hơn âm cuối cùng lý viễn cũng nhịn không được mà đập một chưởng lên trên bàn giảng đây là cái thứ quái gì hả lý lão sư đừng nóng giận cho ta một cơ hội nữa đi trần thư nhanh chóng mở miệng hắn muốn tạm thời ngăn chặn cơn nộ khí của chủ nhiệm lớp đề bài đã vượt ra khỏi phạm vi kiến thức của ta rồi đề trắc nghiệm mới là điểm mạnh của ta trắc nghiệm trắc nghiệm có phải cậu chỉ biết mỗi trắc nghiệm hay không hả lý viễn lớn tiếng gầm thét một tiếng thậm chí ngay cả mặt đất dường như cũng chấn động lên một cái. Đinh Thành công kích hoạt hệ thống lựa chọn ngự thú, trong đầu Trần Thư bỗng vang lên một âm thanh khiến cho hắn lại hoảng loạn một lần nữa. Nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.